Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xem một con ngạc server cũng cũ cũ thôi, chứ không gọi là cổ nha anh em. Cũ cũ thôi, nhưng mà đam chính là dương cổ. Nó bữa tôi thấy dương cổ nó chi kích ghê lắm. Để bữa nay mình coi dương cổ chi kích dữ không nha. Và bây giờ mình vô tới ạc trước đã. Máy chủ đang ở là S700. Đó, S700 tròn luôn, không thấy tên bọng gì chơi nhưng mà chỉ đúng là S700 thôi. Và bảng xếp hạng thì đang đứng cấp đã đang đứng. Ôi trời, server này toàn whip không anh em ơi, khó thở rồi. Hạng 41 cấp và lực chiến hạng 8, ừ cũng được. Mình xem sơ cái thẻ biến hình cái ha. Chung server với ông đậu đậu quá trời. Rồi 102 cái thẻ của mình hết em. Còn mấy ông này thì quá dữ. 104, 101. Rồi mình cũng nằm trong top 9 thẻ chứ. Nói chung là BK mình cũng không ngán những ông trong top 10 nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới và nạp 11 whip này thì 53.850k. Cũng khá khá, điểm danh thì 630 ngày. Vô tới comment luôn, bữa nay không có sự kiện gì ta. Rồi có cái sự kiện nạp này cũng sắp đứt rồi phải không? Hay là mới nữa, còn một ngày nữa đứt rồi, nhưng mà không có theo nha. Ai không theo gói này. Và mình sẽ vô giúp dần này tướng luôn. Tầm này chắc đồ nhiều rồi, khỏi phải chê. Mà hôm qua bây giờ vẫn còn ấn tượng ngày hôm qua đi. Qua quá whip này, coi mấy ngày tẩy luyện này như thế nào đây. Diamond tiểu kiều thức tỉnh 9 sao, thằng binh cộng trăm full hết kim full, thằng binh kim luôn, ngựa nhật tử tinh danh tướng cao tiệm ly, chiến pháp đang xài làm quen được ô lộn gì đồng tấm sách với lại phúc cùng hưởng lâu lâu hay quên. Đam chính của chúng ta thì đầy đầm cộng 14 triệu nha, cộng 14 triệu anh em ơi. Thằng binh cộng mới 42 thôi, hết kim full tinh luyện bảo vật full, ngựa thiên ngô văn luôn. Rồi Hán Vũ Đế thức tỉnh 3 chiến pháp luôn. Dương Quân Quy, thằng Tóc và Khai Dương. Võ Thánh. Ủa Võ Thánh 3 luôn nè, Võ Thánh Quân Vũ 3, Võ Thánh mới gọi là carry nè. Võ Thánh mới gọi là đâm chính anh em. Nhưng mà mình sẽ để tiêu đề là Dương Cổ ha, cho nó hot, chứ giờ Võ Thánh để tiêu đề Võ Thánh nhiều quá rồi. Đây mình sẽ để là Quang Vũ Phi Thăng 3 Ngô. Nó set full hết trơn rồi mình chỉ có. Nhưng mà anh em thấy là giữa cái con Võ Thánh này với con Dương Cổ này khác nhau nha. Con Dương Cổ đang xài con Hán Vũ Đế thức tỉnh, Võ Thánh thì chỉ xài kinh kha thôi nha. Chiến pháp cường công với lại bạo ngược, có nghĩa là đam chính vẫn là con kia. Ông kia cũng tin tưởng này hơn, nhưng mà đam con này vẫn thua Võ Thánh. Thì Võ Thánh sẽ là con bị hất tung anh em. Rồi tiếp theo mình sẽ tới con Đố Dự Phi Thăng 1. Đố Dự Phi Thăng 1 thì cũng đồ kim luôn, tầm này đồ kim không à. Chiến pháp quen đường sở biến, ngựa nhật tử tinh, bảo vật kim, full hết. Tinh luyện tẩy luyện như full hết. Rồi này là con Tim Mở Viêm thì cũng set kim luôn. Đồ ông này là như quá đi nhiều ngày cho nên đồ kim không anh em ơi. Đây, cái này cũng cổ tiêu luôn nè. Tương đây. Đây thì đồ đỏ nè, hết đồ rồi, hết đồ rồi. Ở này chỉ để cho hỗ trợ. Rồi mình sẽ lết lên phần tướng, tướng là chắc chắn là full này. Full sổ. Đường nào không full khi mà chơi một con tấm thì thằng sorry mình sai. Mình vừa nói sai cái gì đó anh em, sorry. Thiếu giả năm phong nữa mà. Tổ ngự giáp cũng bằng thống. Tiểu kiều thì chắc full. Thương mã viêm thì thiếu con lưu linh nữa. Ồ thiếu thêm lưu linh nữa. Mà mảnh cũng sắp đủ hết trơn. Vậy là rất nhiều mảnh. Đây lại thiếu lưu linh cũng đủ dự. Võ Thánh Hén thì full hết. Dương Cổ chắc cũng full luôn. Và nhân vật thì 4 sổ chắc 4 sổ gửi. Thiếu dị giới với này nữa nè. Còn nhân vật tính ra cũng sổ tắng cũng khá là nhiều ha. Ok thì bây giờ mình sẽ qua bên cái phần tẩy luyện nha. Hôm qua thấy cái ông kia tẩy luyện nhìn ghê thiệt chứ. Vô tôi chỉ có ngoại chiến bất ngờ không có gì hết. Rồi ông này đen thù lùi luôn. Quá đen. Ôi đen. Trời má. Quang Vũ hắn yếu vậy. Đây mình sẽ coi con đâm chính thứ hai. HP vật phòng tăng 1 dòng kim 2 dòng kim. Ôi trời, nguyên cái dàn tướng ông này chắc không bằng một con tướng của ông kia luôn quá. Nguyên cái tem luôn, build 8 luôn, chắc không bằng một con của ông kia luôn á. Ở này có chặn gì không? Chặn này là chặn BK đó nha, chuẩn là chuẩn của BK nhưng mà mình không thấy con tăng nằm đâu. Con làm chơi full dam nha anh em. Mình không thấy cái trận hình như là có tăng gì trong đó. Nhưng mà nói về tăng thì xây tăng cũng dễ. Cho con đủ dự hoặc là con này nè, phi thăng 1 qua làm tinh quán làm tăng cũng được chứ không có gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên thấy biến hình. Ôi, thằng giỏ trước đi. Thằng giỏ là Phong Thiên Ngắn 2 sao, Nhật Xạ Cung 2 sao, Túi Càn Khôn 5, Chỉ Thiên Kiếm 4. Rồi sắp 5 luôn, rồi Bổ Điện Thạch đang có 2 sao đứng ngoài. Chưa có Thiên La Tản thôi. Thấy biến hình thiệt nè, thấy biến hình nhiều à nha, chắc nhiều à. Đây con sổ nằm qua quật. Đây được cái sổ đã kích hoạt, búa sát thương 15%, HP 24%.
Tầm này bố sát thương 15% là cũng nhiều lắm rồi đó. HP 24% thì còn ghê nữa. Rồi mình sẽ qua bên cái thẻ biến hình nè. Ui hôm nay lộn, nãy giờ thẻ biến hình mình nãy giờ lặp lại 3 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 thẻ đỏ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 20, 26, 27 cái thẻ cam. Trời má ơi nhiều ghê. 100 lấy mấy sổ được kích hoạt thôi mà điếm hơi mệt. Và mình sẽ qua cẩm nang nha. Cẩm nang trời trời trời, cẩm nang kim nhiều thế. Dư một thắt kỳ thắt sát nhiều thế. Hai cái thắt sát kim như quyết chiến hiệp lực diện chơi ngọc là có đầy đủ trong team này luôn rồi. 2 50 cẩm nang kim dục ở ngoài không thèm xài. 6 7 cẩm nang kim. 8 9 10 cẩm nang kim. 11 cẩm nang kim. 12 13 cẩm nang kim. 13 13 13 cái cẩm nang kim nè. cũng được. Nhưng có những cẩm nang mới bây giờ ngày này chưa có, chắc là đầu tư ở những cái đợt trước anh em ơi. Và mệnh tinh nè. Nhật xuất phù đen, mình nghĩ là cái cụm của ông đậu đậu này mệnh tinh kim 10 nhiều lắm. Rồi không có luôn. Anh tinh du miếu, anh tinh du miếu. À đã có rồi nè. Ở sau con này sẽ hung túc. Quách đợ theo con này sẽ được hung túc mới ghê nè. Ôi ôi không túc chi nguyên cho con này xài nữa, để coi sao nha, lát phát huy tác dụng nó coi như thế nào nha em. Rồi bây giờ mình sẽ ra xem mảnh tướng với phần tướng nha. Trước khi vô xem mảnh tướng với phần tướng thì em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha em. Chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ. Đây thủy kính niết bàn năm, hèn chi không có khí định thần nhàn. Thủy kính niết bàn năm à, tàu diễn binh luôn nè, tàu quyền lượng luôn nè, còn nữa không? Hết rồi. Mảnh tướng thì mình thấy mảnh tấn nhiều. Dị giới 134 mảnh, mảnh nu linh 103, dạ năm phong 63, mảnh lục châu, mảnh tương quán, rất là nhiều mảnh. Mình tắn mà nhìn tiếc không, anh em nhìn tiếc không? 6 con tướng nhìn tiếc, đúng tiếc, 7 con, 8 con tướng nhìn tiếc không? Đây tư mở diêm này còn rất là nhiều. Lý Tú nữa nè, gom lại cũng được mấy con á. Quá trời. Thằng thú. Thằng thú thì đang có, ui hoa tiên nha. Thần hoa này có con thần thú hoa tiên luôn rồi nè. 3 sao bạch chạch 5 sao quyền vũ thần 5 sao thanh long 5 điên thú 5 bỏ kỳ lân 5 à bạch chạch không. Ủa lộn bạch hổ không sao, có hoa tiên là đẹp rồi. Rồi trận pháp, trận pháp thì full luôn rồi nè. Full trận pháp luôn, bởi vì khi không có khí định là cũng không có gì bất ngờ ha. Full trận pháp với lại thì kính niết bàn 5 rồi, còn đâu nữa. Mình nhớ không lầm là cái trận pháp, hai trận pháp cuối cùng là phải tốn đâu đó là, để mình điểm lại, 2, 3, 6 là 12 con tướng kim. 12 con tướng kim là bằng một cái trận pháp, bằng một cái chiến pháp kim rồi đó. Gần bằng, ba con để vô hả ta, đúng rồi, 3 con để vô và 10 con ấy nữa, 3 con kích hoạt và 10 con để vô nữa là 13 con. Mà cái trận đó hết mở hết 12 con, hết 12 con, thiếu 1 con nữa là đủ. Cứ đồ. Túi đồ thì đang có 17 gieo đẩy, 39 hộp, ông này không có tích cái gì ha. Có tích lẩu nè, lẩu 16.000. Còn gương này hơi ít, còn gương này 150. Mảnh tướng hoàng kim, mảnh non xanh nước biếc, ồ lộn, cái này gì? Nước biếc chanh thanh mảnh. Gương đá liền, còn gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Con nữa không? Ở dưới này là lông, lông kiếm hồng nói, bút thằng lai, gao hữu cơ. Cái hữu cơ chẳng qua là điểm danh có nên người ta lười đưa vô cái gương thôi á. Rồi cuối cùng vẫn là đá và ngọc ha. Đá và ngọc thì hơi đen, cái là toàn là đồng tâm không, ba viên đồng tâm. Viên quá thương quá cực bồi nguyên cố bản bút hơi nhiều. Hai viên linh tê rồi viên vũ quý nữa. Còn mấy viên bút không anh em. Tùy tâm chi hồn đầy đủ đẹp đẹp đẹp. Chỉ đen cái là không có thị quyết thôi. Khi nào dưới này còn dư đồng tâm không? Không, hết rồi. Tại vì hôm bữa tôi lướt tới cái phần cuối cùng thấy ông kia còn dư quá trời đá nè. Mình không có coi, thường thường mình không coi. Dạo này mình thấy con ạc nó mặc kẹt ở dưới nên mình phải bấm cho mình coi thử có hay không. Rồi bây giờ mình sẽ BK trong server nha. Ok thì bây giờ mình qua cái phần lực chiến thì mình đang đứng hạng 8, mình quýnh từ top 10 thôi. Cứ mấy con ạc này là đụng vô toàn top 10 trở lại thôi. Sao đỡ nổi với tem này trời.
Nhìn là biết không có khí định các kiểu đó. Bạch ly luôn rồi. Không có con bạch ly. Khí định lướt. Ôi quên ít 4 rồi nè. Quá. Thôi má nó quýnh. Trời ơi chị Tâm. Ôi chị Tâm nó gõ thì thôi chứ. Dương Cẩu. Thánh thằng ơi Dương Cẩu không được chơi game luôn anh em à. Quá ghê gớm. Dọn vô thánh mình ra lướt kiểu gì chết Lục Châu đây. Định rồi má. Ở top 10 sao quýnh hơn quýnh trước mình ta. Ok phủ cốt kìa. Nữa kích hoạt nữa. Nữa. Ừ chết bằng thống cho tao. Chết bằng thống đi. Ôi ôi còn một miếng máu nữa. Ê thế nhờ. Ừ né rồi. Mà không sao né cũng chết rồi. Ủa chết của bằng thống là có chuyện để nói đó anh em. Thiệt. Không có chuyện gì để nói. Còn con men được cái gì à, còn con Lục Châu nó bút ngự quá trời mà. Ok thì mình sẽ lên tới top 9, top 10 nó lại luôn anh em ơi. Kiểu này phải lết xuống top 15. Server này ghê quá. À ông này chơi được. Ông này chơi được. Nếu mà nếu mà nha con Dương Cổ đó, con Dương Cổ là con Gary á thì nên để trên chứ để dưới này thấy không ổn. Tại vì cơ bản là con Quang Vũ mình nó có được chơi game đâu, để Dương Cổ dưới phải hai con kia quýnh mất hai lượt. Hơi uổng. Cái này quýnh trước thì có lợi hơn chút. Tụi con Lưu Bị nó búp cái gì mà ngữ giáp nhiều thế vậy? Cái tôi nghi Dương Cổ đi quá. Cái gì vậy? Ông nhỏ nhỏ đó quýnh cái gì mà hai ba lần rồi chết luôn rồi kìa. Chết luôn con Kiều kìa, ảo thế. Rồi xong luôn. Quýnh nó đợn chắc ngáo đá hết luôn. Thằng nói cái gì mà đam gì dữ vậy? Gián tiếp không? Đó nè. Anh em nhìn cái trường hợp. Chú ý trường hợp. Đó. Gián tiếp nó khủng khiếp chưa? Thằng nó chọt đây. Ôi chịu quân thị kính đây, combo khủng khiếp nè. Ôi chịu quân đâm. Trời ơi, 460 triệu ông ơi. Đây là cái tên không có tăng nó dữ lên nè. Thề. Cái tên không có tăng khó chịu lắm. Không có ngạc mà chống luôn nổi như ngạc kia luôn, hàm độ chất lượng quá. Đạp gián tiếp nó nhiều quá. Còn giáo thánh quýnh kiểu gì chết Lưu Bị bên kia trời. Thiệt hết chứ. Nãy giờ tôi chưa thấy con đâm chính Dương Cổ nó quýnh luôn. Bởi vì tầm này không có khí định khó chơi dữ lắm anh em ơi. Còn giáo thánh bước kiểu gì chết đây. Đã vậy còn không kích hoạt nữa nữa mà. Chịu không có trọt hồi nãy 400 mấy chục triệu anh em nghĩ đi. Rồi đỡ kiểu gì ra đam gián tiếp nó lên tới 100 mấy chục ngàn nữa làm sao mà đỡ. Cái gián tiếp 100 mấy chục ngàn nó như đam vô máu. Ok mình sẽ ship lại cho nên mấy cái tem mà mình không có khí định là mình không ship được vậy nha. Nếu mà mình ship mình con võ thánh mình có cái khí định thần nhàn thì mình nên ship vậy. Còn không có thì đừng nên ship vậy. Mình có thể ship vậy nè và mình cũng có thể ship vậy. Còn tốt hơn nữa mình có thể cho này vô thiên tướng cũng được nè. Nhưng mà nếu mà đã bị bài cho vô thiên tướng cũng không có tác dụng. Mình bày cách ship cho anh em thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lên tới top trên mình quýnh thử nhẹ cái kia. Không mà thấy vậy chứ top 7 không mạnh lắm đâu nha. Ờ tôi đúng rồi nè. Không mạnh thiệt. Ây giữa thánh ba trong và thêm tiểu kiều nó ra lướt hai cái rồi. Ảo chưa. Quán thua thêm này luôn, tại vì team mình không có tăng á.
Nếu mà anh em xây một tem không có tăng mà carry của anh em bị bê nữa thì xác định luôn. Khi mà mình kiểu mình chơi mà không có tăng là mình đã dồn rồi, mình quyết định dồn rồi đó. Mình dồn để cho những con đam mình nó quýnh chết nhưng mà không có quyết định nữa thì không được. Nó nước một cái nè. Đó. Và nó nước thêm cái nữa nè. Ô có thiên là tảng luôn. Rồi nó quýnh thêm cái nữa. À con kia nó còn công men cho nên nó không có cần phải tốn tới con kia luôn. Thiên là tảng mở nó rồi thiên ngâm con khỉ. Con men bằng thống quýnh đe lử luôn ạ. À. Ảo chưa? Đứng hình. Rồi bị xích luôn. Ba mẹ bị nó xích luôn. Nó xích là nó không cho quýnh luôn nè. Sao mà đỡ được. Thôi con hàng này quýnh tấp dưới anh em ơi. Quýnh tấp trên không nổi rồi. Nếu mà như vậy thì xây đi qua tăng nha. Phải có một thằng tăng mà sử dụng cái mấy cái cẩm nang chứ. Có quyết chiến, có hiệp lực, có này có kia mà không ấy cũng như không à. Còn là con hàng này muốn cứng nữa thì chỉ có thể đầu tư thêm một món nữa thôi. Hoặc là bây giờ có thể xây qua men nè. Tem này giờ xây lại cũng không yếu hơn mấy tem này đâu thiệt. Xây lại ngon luôn, không cần tốn gì luôn, cứ gì mà xây đó. Bỏ bớt ra. Mấy tướng tấn có cái gì đâu mạnh mà để vô nhiều. Quăng con đổ dự ra ngoài. Quăng tư mã diêm ra ngoài. Đưa con đập lên, chuyển qua con tương quán. Cho lên phi thăng 2 cho vô tem. Đâu rồi. Men thêm đôn nữa. Xong rồi chơi hai con kiều. Con kiều viên tướng, con thiều kiều ra chặn. Đẹp. Để ghi chiến pháp khi định, để dành kiếm khi định đằng nhàn nữa là tem này rất là ok. Chứ để về hoài chơi hoài đi ải đôi khi nó sẽ có nhiều đam nhưng mà quýnh lộn không lợi. Quýnh tấp dưới anh em thấy lực không? Không, hạt này giống kiểu để quýnh những ông tấp dưới thì tấp dưới bị ao nhiều á. Chứ trong tấp 10 chịu không nổi nha. Đổ dự lực chứ bộ, mà phải được chơi kìa, nãy giờ có bao giờ thấy con đổ dự được chơi đâu. Để đổ dự nó mạnh, tài hùng túc là không sai, nó vẫn mạnh, nhưng anh em biết sao tem này lực chiến nhiều không? 3 tỷ rưỡi lực chiến, thì đó, mấy con tướng tấn, mấy con tướng tấn nó ra chặn lực chiến nhiều lắm. Quỳnh luôn, còn hẹt, hàm kim chắc mình nghĩ chịu không nổi đâu. Thành ra nó thành lực chiến ảo đi. Rồi xong với tem này luôn. Cũng chơi áp đảo hay gì mà thấy sư tử hén trong này nữa đây. Ông này tính chơi áp đảo hay gì đó. Tìm dương cổ qua lục châu. Đổ dự từ mở diêm qua con kia. Là đẹp. Cái con dương cổ này thổi không có nổi con lục châu ở gì có mấy người giáp của nó tầm này không, tầm này người giáp nó quá trời ơi. Phải đơn mục tiêu thì còn hên xui, còn này quýnh ba mục tiêu luôn không được, không được. Ô gịch kìa, rất là nhiều đam anh em ơi. Trời ơi, gần 200 triệu đỡ kiểu gì đây. Cái này là đam di kích hay gì ạ? À chưa. À 160 triệu. Tiếp. Tinh đạo hải lãnh. 130 triệu ba mục tiêu. Một mục tiêu. Ba. Nghe lử ngữ giáp nè. Sau này tự nhiên ho với ta. Yếm tu la hai lần nha, một lần không chịu, hai lần mới win nha. Cố lên dữ quá. Rồi xong luôn.
Ở 2 lần kìa mới win được, 1 lần không win được. Có. Một chấp chịu ăn tầm này lực lực thì thôi. Rồi ok, con hàng này BK cũng hơi khó tại vì không có xây lại á. Để mình qua mình coi cái tên kia coi nó như thế nào. Ông kia không có ship hai đội hình hay không nha. Chứ mình thấy đội hình này là quýnh không được, trong server top 10 quýnh không nổi luôn á. Nếu mà xây thành cái tem kia thì lực chiến không có bằng cái tem hiện tại đâu. Đây, đây cái tem chuẩn để ông BK hay gì đây nè, thiên tướng tiểu kiều nè. Đó phải như vậy nè. Nhưng mà dương cổ cũng không nên là đấm chính, tại vì dương cổ không có được mạnh lắm đâu. Ok, mình sẽ đổi qua tem này mình quýnh lại nha. Chuyển qua một cái tem này để BK coi như thế nào. Chiến pháp hi hi, trận hình hi hi, trận hình đã ha ở đây mà. Đây, đây gọi là một cái tem mà gọi là chuẩn. Nhưng chắc mình nghĩ không chịu nổi với ông nội này đâu, lựa sai người quýnh nè. Nhưng mà ít nhất cũng được thể hiện chút xíu anh em. Ít nhất cũng phải được thể hiện chứ. Trời ơi, nó phụ cốt không 200 triệu. Một trước đau nha. Kích hoạt luôn con ngựa là bên kia hơi bị thốn á. Kích hoạt luôn con ngựa là bên kia hơi bị thốn đó anh em, nó thiệt. Win luôn á chứ. Nè chết nhất rồi nè. Đội né làm chi ai mượn. Đúng đi, rồi biết. Rồi né nữa rồi kìa. Giờ thấy mình còn quýnh mấy lần nữa mà ta. Kích hoạt ngựa ngon, kích hoạt ngựa cái gì. Rồi xong win luôn á anh em. Còn nói gì nữa chứ. Rồi né chi vậy? Thằng không đôn né không vậy? Đây để đưa vô phản đam mà. Nè, chịu đổi nè. Ôi thiếu đam rồi. Thua ngược. Bye bye bạn nghe. Ô diện hộ luôn. Đúng ra là con quan vũ nó chết từ mà đợt trước luôn em, trước khi nổ một lôi luôn á. Nó xây qua tem như thế này nó sẽ bá hơn chút ha. Với lại võ thánh bên này ngu quá, bên này nó chọn mục tiêu sai chứ chọn vô bằng thống, chọn vô bằng thống bị né trong quan vũ thì win. Nhưng mà tem này cũng khá là lực cho nên mình bính không lại ha. Mình lên cái tem top 9 hồi nãy nè. Xây qua tem này nó khác biệt lắm, vấn đề là dương cổ không thể nào bằng võ thánh được, võ thánh vẫn là nó vẫn lực hơn. Nói gì nói thì võ thánh nó vẫn ok cũng dễ hơn. Ở bên kia biểu sao thì kính biết bàn sáo, không chơi hén không chơi tắng ha, ổng cứ quyết định chơi thần thuật. Chơi được có con hén thì đang một thôi. Quýnh người ta không mất máu mà người ta quýnh mình đây coi chết mở luôn. Cái chúng đôn đừng rồi xong. Bay cái nào vậy? Kinh đạo hải đảo. Đồ mình mắc cái gì mà né hoài ta? Ảo thì đạo hải đảo. Đồ nó giờ né hơi nhiều luôn á. Kinh đạo hải. Thôi mình đi ra mình coi liên server quấn ra đợt này thôi sao nên mình. Thế coi mình cơn đôn xài gì nữa đây. Nữa. Ở mấy ông này thì chứ có cái bảo vật không mà mấy ông xài bậy bạ hết sức. Đúng bậy luôn. Con men thà là ông đừng có chơi con đôn đi, ông chơi quyền vũ phù. Mà con hỗ trợ mà chỉ kháng bạo thôi chứ làm sao mà né được con đâm chính ở bên kia. Mà mấy ông cứ xài mấy cái bảo vật này là sai rồi. Không đúng cách đâu. Né tránh với ông 400 mấy chục% thì làm sao mà chống nổi những con đâm chính mà gọi là 500 mấy%. 492% nè, không bao giờ mấy ông build né tránh, mấy ông build cỡ nào build cũng không thể nào bằng luôn á. Hứa luôn, cho dù cầm con men luôn không thể nào bằng được cái chỉ số. Đây né tránh với ông 451 đúng không? Mình sẽ cho anh em xem hai cái con chính xác. Mặc dù không có dòng tẩy luyện luôn á nha. Nó vẫn hơn 492%. Mình không tính dòng chạy đá luôn, mình không tính đá luôn. Đây 484%. Ông này xài võ hầu thư đó nha.
Ông này xài võ hầu thư đó nha, anh em nên nhớ 400 mấy phần trăm là xài võ hầu thư để ông lấy cái bảo kích đây nè, 125% bảo kích chính xác, chỉ có 40% không tính luôn, bỏ qua bên đó. Con này là cũng xài võ hầu thư nè, nó thấy không, bảo kích nữa nè, xài nguyên cái dàn pháp bảo xài hết luôn em. Đúng ra là cái quyền vũ phù này phải cho con 59 nè, cái quyền vũ phù này phải cho con đâm, cái bạch hổ này đưa cho con tăng nè, quyền vũ phù đưa xuống cho con dương cổ nè là hợp lý nhất. Con này thì xài cái né tránh luôn nè, xài ba bảo vật, nói chung là con này xài bảo vật rất là nhiều thứ xài nha. Hàng chiên đôn này nó né quá trời nè, không cần né luôn, chỉ cần kháng bạo để cho nó đỡ đam thôi, chứ né tránh tỷ lệ né tránh ít lắm. Nhưng mà né tránh mà đương nhiên đôn xài nữa, con nào mà xài cái quyền vũ phù cũng được, chứ mà đưa con đôn xài quyền vũ phù là sai lắm, sai luôn. Nó có 1% tỷ lệ né đi chăng nữa, nó né một cái là anh em toang liền, coi như là con đôn để trong đội hình nó không có tác dụng luôn, tại vì con đôn nó chỉ được duy nhất tác dụng là phản đam. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ, nó gọi là nó sẽ tăng trong cái team mình, tăng được một chút nhưng mà nó không cùng nước, cũng không tăng được nhiều hết trơn đó. Cái gì cái phần bảo vật là con hàng này sai rất là nhiều, cho nên thay đổi một nhiều thứ nha. Cứ hỗ trợ là chơi chính xác, chính xác và kháng bạo, và cứ đâm chính là cứ cứ đâm chính là cũng chơi chính xác với lại bảo, chính xác với lại né tránh. Chính xác ưu tiên 100% nha, bảo kích chỉ dành cho những con tướng đam đam tổng như Lữ Bố đồ này nọ thôi, đam từ 4 trở lên thôi, còn đam trừ từ 3 trở lại cứ dùng chính xác thôi, không cần phải dùng bảo kích đâu. Bảo kích chứ không được nhiều đam mà né tránh không có mong. Ví dụ như anh em không ra bảo kích thì anh em sẽ mất đi 10 triệu đam đúng không? Nhưng mà nếu mà anh em bị né tránh là đéo có một miếng đam nào luôn. Đó là cái lý do mà cái bảo vật sẽ hợp lý, thiệt là hợp lý. Ở những cái tầm ngang ngang với nhau á, chứ mình không nói là những cái dạng ao nha anh em, ao thì chịu thua. Đây là chân vũ chiến thần sắp tới rồi, cái đi bá khoe hôm qua đâu, mình sẽ quay một cái trận cuối cùng trong cái trận chung kết của ông cục, chứ ông nào đây, ông cục này bá mạnh, mạnh gì, ông cục với lại ông tiêu, ô 3-0 luôn à. Để coi ông kia ông kia quýnh trước rồi sao, cái ông này mà quýnh trước là bên kia xác định luôn. Ôi mà lực chiến ao kìa. Ừ má, tôn quyền với tôn quyền hay gì. Ông kia còn chưa có tôn quyền nữa à. Nhìn dàn tướng của mấy ông này thì khỏi nói luôn, chất lượng đồ đạc thì ao trình độ với nhau, với lại sổ tướng ao thôi, chứ đồ tướng là ngang ngắn nhau hết rồi. Ở bên này thua con phi thăng ba, đụng nghe ông này thì thôi nhé. Ok, người giáp nhìn chán ăn rồi này. Người giáp nhìn ngán ăn không? Nó nhìn người giáp chán thiệt chứ. Cái con hoa tiên á, đúng ra là cái con đó là cái con nó dạng như là để câu kéo đằng cho mấy thằng kia nó dễ chết á, nhưng mà gặp người giáp nó bó tay luôn. Gặp người giáp nó bó tay luôn, hoa tiên để vô cho vui luôn, chỉ là giảm nộ thôi chứ không có tác dụng gì nhiều luôn. Ok, quýnh một máu không à, vậy là tem ông này là gọi chọc chết luôn rồi. Tem ông này là thái sử từ carry mà thái sử từ đờn không mất máu. Hơi ảo đấy. Ê ê, trời ơi đâm mẹ ơi, sao mà đáp nhiều thế, ảo thiệt đấy. Đó thì đứng ra đi, cho nhìn thấy từ đời nó lên tới hàng hàng tỷ rồi, thấy từ nó đờn không mất nhục máu là anh em hiểu cái mức độ yếu xìu của nó rồi. Tiếng phá dạng quân. Ào quá, ào quá. Một máu không. Con đôn mà nó gõ còn đam hơn con thái sư tử bên này gây ra cho cả team bên kia nữa.
Này nó nổ kìa. Ôi ông kia ông búp cái quần què gì mà búp nhiều thế, rồi búp cái khiên gì đang ở trên cái thân thể vậy anh em? Cái khiên gì nữa vậy? Cái vụ gì mới nữa nè? Có cái khiên nữa rồi, đỡ kiểu gì đây? Mày quýnh kiểu gì chết? Đá ao tùm lum tà la chứ còn búp khiên của các thứ. Dạng trượng là gì nó không biết. À cũng tôn kiên à, quên tôn kiên, chắc mình nghĩ là cũng tôn kiên ha. Nhìn thấy tự đờn nhìn chán. Bắn đi cưng. Trời ơi trời, nó chém nó bình thường một cái vậy. Trăm mấy triệu, bên kia nó chơi phát 1-6 tỷ mấy. Trời ơi trời, nó quýnh thường một phát 600 mấy chục triệu á. Ba đam 19 tỷ. Phải không ta? Phải 19 tỷ không anh em? Nó nhanh quá mình không coi kịp. Mà đam cung tôn quyền là một trong những con đam khủng khiếp. Không biết nó quay trở lại sau cái đợt mà chủ tướng Trương Giác đợt này ra không thì mình không biết nha. Có rất là nhiều đang rất là nhiều anh em đang đợi con tôn quyền hán này nó ra một lần nữa để anh em mua để làm carry build 3 build 4. Bây giờ cũng cần cái tôn quyền carry nha, cái đợt tôn quyền carry ai không chơi là kiểu sau này tiếc lắm, tại vì bây giờ build 3 build 4 carry đi ải cũng được, cũng dễ nè, đi bk trong team trong server cũng dễ nè, nó rất là mạnh, chế độ nào cũng rất là bá, cho nên là mong là đợt này nó sẽ ra để cho anh em quay lại coi tôn quyền thiệt sự mà nói, thêm những trận đấu mà có tôn quyền tích đam rất là phê. Điều 3, điều 4, điều mấy không cần biết. Có tôn quyền là phê à. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.